Bữa nay làm cái sàn ban công á thì không nên xếp gạch nhá. Nếu xếp gạch á là xảy ra hiện tượng như này này. Cái sàn ban công á, các bạn đổ bê tông á là bạn cho âm xuống 5 phân rồi. Để còn dưới á, nếu mà lộ dầm á thì các bạn đóng thạch cao chống ẩm, xong rồi bạn đi cái chỉ nước cho mình, vậy là xong. Còn nếu mà giờ cái sàn này là bị ẩm này, bị thấm á, bị thấm nhưng mà do xếp gạch này, xếp gạch này là ví dụ bạn có xử lý bề mặt xong rồi thì nước nó vẫn thấm vào cái lỗ gạch này này, trong những cái lỗ gạch này thì bạn có xử lý bề mặt kiểu gì rồi nó cũng thấm hết. Ví dụ cái ban công này thì nó chứa cả mét khối nước rồi, nó ngâm, nó thấm xuống, nó chảy xuống từ từ vậy đó. Nên là giờ phải đục lên này, đục cái gạch lên đây này. Lúc mà đục cái gạch này lên rất là cực, nó cực hơn đục bê tông đó. Đây hai máy này, máy lớn máy nhỏ này, đục là nó âm xuống này, nó ngậm xuống luôn, nó không bể ra từ từ mà nó ngậm xuống, nó bể ra từng miếng miếng nhỏ vậy thôi. Đục rất là mất thời gian rồi xử lý rất là lâu. Nên là bữa nay bỏ cái loại mà âm xếp gạch đi nhá. Bạn cứ đổ cái sàn thì bạn cứ âm xuống 5 phân cho mình, xong rồi đóng thạch dưới á, dưới lộ dầm thì đóng thạch cao chống ẩm vô, xong xung quanh đi cái chỉ nước, vậy là xong. Bên mình là bỏ cái xếp gạch này hết rồi, bữa nay không xài cái chơi cái loại xếp gạch này nữa. Có vấn đề gì thấm là rất là cực, không có xử lý rất là mệt.